Xin được chào đón tất cả mọi người, chào đón tất cả anh em, những người quan tâm về sức khỏe của mình anh em ạ. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục mở hộp cho mọi người xem một cái sản phẩm. Cái sản phẩm này thì nó cũng dành cho, riêng sản phẩm này thì nó lại dành cho cả anh em nam giới và chị em nữa. Ví dụ như anh em nam giới nào mà muốn có cái làn da đẹp, muốn có những cái làn da mà nó không bị nám, rồi những cái làn da trắng như Ngọc Trinh thì anh chị em có thể là quan tâm thì sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này thực ra đây nó là sản phẩm làm trắng da mọi người ạ. Nó có tên đầy đủ là Primadonna. Thì bên ngoài hộp nó cũng như những cái sản phẩm khác thì nó đều có chữ của công ty Rosa Bonita và phần dưới thì cái tên nhãn hiệu hàng hóa mọi người ạ. Đấy. Và sản phẩm này thì cũng đều là được sản xuất từ một cái công ty nhập khẩu từ Úc đấy mọi người ạ. Đấy cho nên là nó có hàng chữ Made in Australia đấy mọi người nhá. Thì cái lọ này cũng 60 viên giống như là cái lọ collagen ngày hôm qua mà chia sẻ với mọi người đấy ạ. Đấy. Thế thì có một cái điều đặc biệt là tất cả những cái sản phẩm của Rosa Bonita thì nó đều đóng một hộp là đều 60 viên. Thực ra thì ban đầu thì cái sản phẩm ví dụ như cái collagen này này, ban đầu của nó là 90 viên cơ. Thế nhưng mà sau này thì sẽ đóng theo liệu trình, theo hộp. Thế cho nên chính vì lý do như vậy mà để cho tiện sử dụng thì đóng thành 60 viên. Thế thì tất cả bốn cái dòng sản phẩm ở đây gồm có collagen Extra Plus hoặc là kinh ion hoặc là cái sản phẩm Liver Protect thì nó đều là những cái đóng gói, đóng hộp là 60 viên nhé mọi người nhé. Thế thì đấy là nói về qua về cái sản phẩm, bốn cái dòng sản phẩm của công ty Rosa Bonita phân phối. Thì hôm nay em mở hộp cho mọi người xem cái sản phẩm này, đó chính là cái Primadonna nhé mọi người nhé. Thế thì nhận biết cái lọ bên trong của nó đây, nó rất là đẹp với mọi người này. Đấy. Nó cũng có những cái phần ở đây thì cái phần bên trong thì nhãn hiệu của nó toàn bộ bằng tiếng nước ngoài mọi người ạ. Đấy, cho nên là cái này thì thực ra thì nói chung là em thì mặc dù là giáo viên nhưng mà đại loại là cái món tiếng Anh thì ngày xưa học hành nó cũng không đến nơi đến chốn. Cho nên là chính vì vậy mà mình cũng không giỏi tiếng Anh. Thế nhưng mà tuy nhiên là bên cạnh đó thì nó vẫn có cái tờ hướng dẫn đấy rồi. Cho nên là mọi người cũng yên tâm là nó có tiếng Việt hướng dẫn sử dụng đấy rồi mọi người nhá. Thế thì ở đây cái sản phẩm của nó là nó bao gồm mỗi một viên thì nó chứa cái hạt nho nhá, cái tinh dầu hạt nho ấy là 5.000 mg, quả tầm xuân là 100 mg, vi tảo lục là 100 mg, glutathione là 50 mg và citrus bio flavone là 30 mg. Thì đấy là về nói về thành phần nha mọi người nhá. Thế thì cái này, cái viên này nó có cái công năng là gì? Thứ nhất là nó làm cho trắng da. Trong cái lọ này thì nó đây này, mọi người nhìn thấy cái đây này, người ta ghi là 2 trong 1. 2 in 1 tức là 2 trong 1. Một là làm cho trắng da, hai là giảm sạm nám, tức là nó làm, nó có thể là nó giúp cho mọi người đẩy được cái nám ấy mọi người ạ. Đấy. Về cái công dụng của nó thì nó chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da và nó hỗ trợ làm đẹp da, sáng da, giảm sạm nám da. Hỗ trợ làm giảm các tổn thương do gốc tự do và do tia UV gây ra. Thế như vậy ở đây nó có 4 cái công dụng chính nhá mọi người nhá. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái đối tượng sử dụng. Thì cái này thì sử dụng thì đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đấy. Chứ cũng không hạn chế như là cái, ví dụ cái collagen ấy thì thường thường là nó sau cái tuổi mà đầu da nó lão hóa thì chúng ta mới dùng. Thế nhưng cái sản phẩm này làm trắng da, thế cho nên chính vì vậy mà cái đối tượng của nó thì bắt đầu từ 18 tuổi trở lên. Muốn làm đẹp da này và muốn hạn chế lão hóa da, phụ nữ sạm, nám da đều dùng cái sản phẩm này rất là tốt luôn. Và khuyến cáo, có một cái khuyến cáo đó là sản phẩm không phù hợp với phụ nữ có thai và đang cho con bú, người bệnh thận không nên sử dụng. Đây là cái khuyến cáo nhé mọi người nhé. Về liều dùng thì mỗi một lần dùng là sử dụng 2 viên mỗi ngày cùng bữa ăn hoặc theo ý kiến của các chuyên gia sức khỏe. Thế như vậy thì ở đây chúng ta nên dùng là dùng cùng với bữa ăn thì sẽ cái hiệu quả của cái này nó sẽ rất là tốt nhé mọi người nhé. Thì đấy là về nói về cái viên thực phẩm trắng da đi mọi người ạ. Thì cái lọ của nó thì như thế này, lọ của nó nhỏ thế này thôi, rất là nhỏ nhắn xinh xắn cho mọi người ạ. Cái này thì thực ra là chủ tịch công ty cũng dùng, anh em thì có một số anh em trong công ty cũng dùng. Thì tất nhiên là em thì bây giờ em đang dùng liver mới dùng kinh cho nên chính vì vậy em chưa dùng. Thì cái sản phẩm này thì chắc chắn là đây là vợ đang dùng rồi. Thì bóc cho vợ dùng thì đến hiện nay là cũng đã dùng gần hết rồi mọi người. Đấy.
Thì bên trong nó có 60 viên nhá. Thì cái viên của nó như thế này mọi người này. Đấy thì em mở ra cho mọi người nhìn thấy cái viên của nó nhá. Thì cái viên của nó màu hồng như này mọi người ạ. Cho nên là uống cái này nó rất là tiện. Chứ còn nhiều khi là chị em mua những cái sản phẩm làm mỹ phẩm ấy. Thực ra thì mỹ phẩm nó cũng làm cho trắng da, sáng da, đẹp da, dưỡng da. Thế nhưng mà cái đấy thì nó lại bất tiện là cái mùa rét. Rồi là đôi khi là mình đi làm, đi lụng mà thời gian nó hạn chế. Cho nên là nó cũng rất là khó cho cái việc là mình phải thời gian nó bận rộn nhiều. Cho nên đấy là cái mà cũng muốn là chia sẻ đến mọi người cái sản phẩm này thì dùng nó hiệu quả hơn rất là nhiều, nó rất là tiện dụng mọi người nhá. Thì bây giờ em có điện thoại rồi cho nên em xin phép chào tạm biệt mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ạ.